chào tất cả các bạn, tôi Lương Chiên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong video chia sẻ quá trình từ bản vẽ thiết kế ra đến thực tế. Thì hôm nay đoàn chúng tôi gồm 4 người có về thăm lại nhà chị Là ở khu vực Lý Nhân, Hà Nam. Công trình của chị Là được công ty chúng tôi thiết kế cho chị vào đầu tháng 4 của năm 2018 và chị đang ở giai đoạn hoàn thiện ốp gạch rồi. 300 mét nữa, dễ cháy. Thế gặp lại các bạn cái công trình thực tế của nhà chị. Đi, bắt đầu. Ok, bây giờ chúng tôi đang ở nhà chị Là rồi, ở khu vực xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thì sau đây xin mời các bạn ngắm qua mặt tiền công trình. Đây là chính xác là bắt khởi công từ tháng mấy nhỉ? Chị Là nhỉ? Em quay chị Là tí. Mình bắt đầu khởi công cái công trình này là từ tháng mấy chị Là ơi? Từ 11 tháng 3 nhỉ? 11 tháng 3 âm lịch đấy. Đây là chị Là, chủ ngôi nhà này. Anh chiếu mặt tiền cho mọi người xem. Công trình này thì đây những cái bản vẽ các bạn xem đây, đây. Là ngày xưa anh ấy thiết kế là một hầm, hai tầng nổi và một tầng tum. Thì bây giờ anh cấy nguyên một cái khu vực tầng 2, tức là biến đổi so với bản vẽ của chúng tôi là thêm một cái tầng nữa là tầng 3. Đấy, copy của tầng 2 lên. Đó. Còn từ cái khu vực sân nền này lên trên này thì là 9 bậc. Thì ngày xưa ở dưới đây là anh cốt cho mọi người, cái cốt hiện trạng ngày xưa nó thấp rồi. Khoảng tầm đây là 2 mét gì đấy. Thì anh ấy tận dụng cái khu này để làm tầng hầm luôn. Thì đa số ở đây các bạn nhìn thấy kia họ đều tận dụng để làm tầng hầm hết. Đó. Thì sau đây xin mời các bạn xuống cái khu tầng hầm nhé. Đi. À, nói qua thêm cho mọi người đó là chiều ngang phủ bì của công trình này là 4 mét. Còn chiều sâu phủ bì là 16 mét rưỡi nhá. 4 x 16 mét rưỡi. Đấy, các bạn nhìn 4 nhưng mà nhìn nó rất là rộng ra đúng không anh ấy? 4 mét chiều ngang và 16 mét rưỡi. Và về cơ bản là chỉ có đây. Xem qua phòng này ở dưới khu vực tầng hầm ấy thì sẽ gồm một phòng ngủ này. Đây, tôi sẽ mở đây, nó sẽ có mô hình 3D các bạn nhìn thấy. Một phòng ngủ có vệ sinh khép kín này, một khu vực cầu thang, một khu kho, một cái sân sau, một khu để làm chuồng lợn. Đấy.
cái hành lang đi, mình sẽ giới thiệu cho mọi người, anh đứng từ xa xa chiếu. Cái hành lang này là bên trong lòng là 91 phần nhá, 91 phần. Đấy, cao này thì rất là vừa, tôi cao 1m7, các bạn tự so sánh. Đây là phòng ngủ đầu tiên của anh chị này. Phòng ngủ này thì kích thước trong lòng các bạn nhìn thấy ở đây 2m675, và chiều sâu của nó rơi vào khoảng là gần 3m5. Cơ sổ của khá. Ở đây vệ sinh khép kín. Nói chung cái này là chị có khách ở đây chứ ai ở đây được. Còn bên này nhu cầu gì ở đây anh vào xem vệ sinh rộng rãi không ạ? Chào bạn nha. Bác thợ đang thi công phần vệ sinh. Một lát vệ sinh này. Đây là anh chủ nhà. Anh cái gì nhỉ? Anh viên chủ nhà. Đây phòng vệ sinh một lát. Ốp lát rất là sáng sủa đẹp đẽ này. Đấy là một mẫu rất là đẹp đấy. Các bạn có thể tham khảo. Chung là đối với một người ở đây thì ngủ rất thoải mái, kê giường ở đây bạn rất rộng rãi. Đây các bạn nhìn thấy cái phòng ở đây của chị thì càng ngày càng rộng, rất rộng. Đúng này là cầu thang đi lên trên. Cầu thang này gồm mấy bậc anh nhỉ? Đấy, như các bạn nhìn thấy khu vực cầu thang là và chiếm từ chiều ngang hết đến cái dầm này đó là 2m92 nhé. Đó, bốn lợn này cứ chiếm cái khu này. Tiếp thẳng đến khu vực cầu thang là khu vực kho. Thì bây giờ chị cải tiến, chị làm thêm cái bếp ở đây. Cái bếp này là bếp làm thêm đấy chứ. Bếp ý là bếp ga, còn cái mất điện trên kia là bếp từ đấy nha. À, tức là đây là bếp phụ thôi, nhưng mà thích thì là ga biết ở đây. Vâng, đúng rồi nhé. Sau đây là khu vực kho chuồng lợn thôi. Tiếp tắp đây là chuồng lợn rồi. Đấy, như các bạn nhìn thấy là từ đầu đến cuối là 16m5 đấy. Ui, công trình này nhìn rất là rộng rãi. Rộng rãi đấy. Chiều cao cái này chiều là bao nhiêu không? Chiều cao là 2m4 thôi. Đúng rồi, là rất rộng rãi so với người Việt Nam. M7 không vấn đề gì cả, nhưng mà M8 là ảnh hưởng. Vào đi. Ta lên tham quan từ khu tổ lại tham quan ra. Sao em mang tay kính gỗ chứ? Vâng ạ. Bằng kính, hiện đại. Thì mời các bạn đi ra đằng trước này. Trước đây là khu vực phòng khách. Phòng khách. Đó. Thì chợ xây được 220 và trong lòng thì còn 3m55. Này. Phía trước ngôi nhà đây. Bạn nhìn ra đường đi xuống vào trong này. Phía sau toàn bộ chỗ này chỉ làm kính, gặp vách. Vách kính. Và đây là phòng khách đây. Đây là khu vực mà sẽ để kiểu TV. Đây là diện tường phát lõm này. Trang trí. Chỉ cao tầng 1 này là bao nhiêu em? Chỉ cao tầng 1 này là đấy, nếu mà tính đến bên trên, mặt trên thì là 39. 39. Rồi. Trên sàn đây nhá. Đúng rồi. Trên đấy. Vâng, đúng này, 39 sàn. Đúng rồi. Đây là một bếp của anh, diện tích 97 là chị. Sao em có làm trần đầy cao không? Em có ạ. Trần đầy cao thì sẽ che được hết cái dòng này đi. Và đây là khu vực vệ sinh chung, đường 1. Ở đây thì gia chủ có tôn lên này. Đấy, rất độc đáo. Đây, cửa sổ thì sáng cho cả 1m này. Cái chuồng lợn này sau này là nhà anh chị ấy sẽ đập đi. Cầu thang là dạng bản cong. Đây này, các bạn để ý này, các cái chi tiết bản thang họ làm rất đều này. Đó, rất mỏng thế ạ. Rất mỏng và không tốn kém, nhiều nhà đổ cái bản này rất dày.
không cần thiết. Trong lòng có 3 mét rưỡi nhà anh chị thích cầu thang bản công. Cái này chị bố trí là 2 phòng ngủ nữa và đều có vệ sinh khép kín. Trước đây là vệ sinh khép kín này. Chào cô ạ. Phòng ngủ số 2. Bây giờ phòng ngủ số 1 các bạn thấy ở dưới tầng hầm ấy. Đây là phòng ngủ số 2. Đấy, anh họ đã quay một chút. Anh ấy quay một chút. Cửa sổ bách đây là cửa sổ bên cạnh. Bằng gỗ nghệ rất rộng rãi khoảng này. Đây là ban công đi ra bên ngoài. Đây các bạn nhìn qua bản vẽ. Bản vẽ chúng tôi cứ 2D thì có 3D thì rất đầy đủ. Anh các bạn đang đứng ở cái vị trí phòng ngủ này. Vệ sinh khép kín đây, và trong này phòng ngủ vệ sinh khép kín. Được ạ. Tôi thiết kế cho chị cái vệ sinh rất là to như này. Ở trong này thì chị nhìn sau chị có lắp cái vách tắm đứng nữa nhé. Vách kính tắm đứng này, các bạn nhìn đây. Đấy. Được ạ. Được, ok. Rồi, ok. Rồi. Quay qua một chút rồi đi vào đây. Đây là phòng ngủ số 3. Cửa sổ mới sáng. Và vệ sinh khép kín ở góc cuối cùng. Và đây chị có tận dụng để làm một cái kho chứa đồ luôn. Rồi tôi chia sẻ các bạn khu vực tầng 1 là 39 rồi các bạn. Đi vào vệ sinh chiếu cho mọi người xem vệ sinh hàng ngày lộng trong phòng. Đây là khu vệ sinh của tầng 2, cũng là khép kín của cái phòng ngủ số 2 này. Tầng 2 này là 3m6 nhé, đến tính cái mặt trên. Tầng 2 này là cao ạ, cao 3m6. Đấy, cao 3m6. Đáng nhẽ trong thiết kế sẽ không có cái cục tầng 3, nhưng mà sau anh chị quyết định làm thêm một tầng nữa. Nhưng mà về móng ấy, cái câu móng ấy thì chúng tôi tính toán là đủ chịu lực cho công trình đến tận là 5 tầng thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi một tầng nữa chị, anh chị vẫn thoải mái sử dụng. Trên này thì anh chị để cái phòng rất là rộng rãi thoải mái như này. Trên này rất là mát này. Không làm vệ sinh khép kín nữa nhá. Trên này không làm vệ sinh khép kín. Đi như vậy là thay vì vệ sinh khép kín đây thì anh chị bỏ đi. Rồi, bạn ra phía trước này. Đường cửa nhà anh chị rất lắm cây cối. Đường ngang này. Đây. Còn mới tôm như này nữa. Tại công trình thì đang chạy các đường ống nước và điện hết rồi, chát hoàn thiện bên ngoài rồi, bên trong và đang ốp lát nữa là có thể còn tôm thang. Thì chị sẽ kia là phòng thờ khu vực dưới tầng là tung sang. Trên này là sân phơi đằng trước và sân phơi đằng sau. Đây anh có view cho mọi người đằng trước đi. Đây mời các bạn ngắm qua cái quang cảnh ở vùng thôn quê. Đây là xóm Tân Tiến, huyện Công Lý, tỉnh Lý, huyện Công Lý, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trời đang có cơn mưa một chút. Thì mời các bạn đi về đằng sau để chúng ta xem cái sân thượng sau một chút. Đấy, trên này anh chị đang để hai cái tét nước bao nhiêu khối nhỉ? Tét này 2 khối đúng không? Đây các bạn nhìn qua cái bộ bản vẽ của công ty chúng tôi đây. Từ tháng mấy nha anh nhỉ? Tháng 3. Từ tháng 3. Đây. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Đấy, địa chỉ công ty chúng tôi đây.
Đấy, các bạn có thể đến công ty hoặc là có thể là gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Nếu các bạn cần dịch vụ tư vấn thiết kế thì chúng tôi là những người thực việc thực, thì tất cả những cái công trình mà chúng tôi đi lại thăm lại đây, thứ nhất là hỏi han thăm gia chủ xem gia chủ có cần tư vấn thêm cái gì không, thứ hai là muốn chia sẻ các bạn đó là tất cả những công trình này thì đều từ bản vẽ ra thực tế nó y như nhau. Gia chủ có thay đổi một chút thôi, và thực tế các bạn nhìn thấy là công trình nếu mà lên thì còn long lanh, còn đẹp hơn rất là nhiều so với bản vẽ, đúng không anh Ánh? Đúng rồi ạ. Và để chứng minh cho các bạn thấy này, cái bộ bản vẽ này qua mấy tháng rồi nhỉ, giờ phải hơn 8 tháng nhỉ? 8 tháng gần 9 tháng rồi. Đó, vẫn được gia chủ rất là mới như này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới để xem là công trình này gia chủ xây hết bao nhiêu tiền nhé. Ok, anh Ánh đi. Nhìn qua, mời các bạn ngắm qua tôm một chút. Xin mời các bạn ngắm lại cái toàn cảnh công trình đang thi công từ trên xuống dưới. Cái công trình là 4 × 16.5 nhé, tính phủ bì. 4 × 16.5 tính phủ bì. Ví dụ như một hầm, một tầng hầm, ba tầng nổi, một tum, được chưa? Cầu thang họ thi công, khi mà có bản vẽ họ thi công rất là chuẩn đấy các bạn. Bản công rất đều và đều dày 10 phân. Hiện nay thì rất là nhiều gia đình mà không có thiết kế thì các bác thợ hay thi công lỗi phần này. Rất là cổ và cao, cổ sắt và đặc biệt bản rất là sạch. Các bác thợ làm rất là nhàn và chuẩn kỹ thuật. Đi, xuống hỏi ra chủ. Cầu thang con rất tốt rồi. Chị La cho em hỏi là công trình của mình từ đầu thi công đến giờ là mình đang kinh phí hết khoảng bao nhiêu rồi chị La ơi? Đến tầm này là chắc là hết tầm 900 anh ạ. 900 cho diện tích. Công ở đây là 900.000 của 1 mét, quán trắng hết cho người ta. Không có một cái gì hết, bàn bung đinh điếc của họ, dây dọn của họ hết. Vâng. Vâng. Thì công trình làm từ bản vẽ ra thiết kế thì chị còn được thi công thực tế thì có thấy thì bất cập. Hay là không? Vâng. Cái là khi dưới trời là thợ là không chát được, rồi không có chát như nhỏ, không là người chát thôi. Vật liệu thì từ thời điểm đấy giờ mấy tháng nên nó có tăng không chị? Nó cũng không tăng thôi anh ạ. Không tăng, vâng. 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 Thì công ở đây thì nói chung là so với các vùng khác tương đối, nhưng mà chắc cả là bây giờ là tăng rồi. Và bây giờ chắc phải tăng lên 5 năm. Và chị cho công ty hỏi là nhưng mà bên công năng sử dụng như này thì cảm thấy là lên thực tế nó có hợp lý không? Nhưng mà với nhu cầu sử dụng của mình chung bố mẹ em, gia đình em như này là quá rộng rãi rồi. Nó trong cái cổ đất thôi. Và Chị như thế nhưng mà biết là vì chị có 4 mét nhìn mà cảm thấy rất là rộng đấy. Vâng. Cảm ơn chị ạ. Vâng.